Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chương trình audio đến từ nền tảng Bybit. Hy vọng là chương trình audio này sẽ giúp cho anh em có thể là xx được tài khoản. Dự án hôm nay chúng ta tham gia trong phiên audio hôm nay sẽ là dự án Lefty Moonbird. Đây là một cái dự án về game mà các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu qua một chút về cái dự án này. Lefty Moonbird là một cái dự án mà chúng ta sẽ tham gia hôm nay, và dự án này thì nhận được sự đầu tư của khá nhiều các cái đối tác, cũng như là có quan hệ đối tác rất là tốt. Dự án này có đối tác với Bybit, với OKX, với Max, rồi với một số các cái nền tảng khác, và dự án này cũng có liên kết với một số trang một số nền tảng NFT như là OpenSea, Element, rồi có cả liên kết với SpaceID nữa. Với dự án này thì hiện nay thì anh em có thể tìm hiểu là dự án đang có ở trên OpenSea. Hôm nãy thì có, mình thấy có list danh sách đây, đúng rồi, có list anh em này. Nó đã bán NFT được 23 ETH và hiện nay giá trên tường là 0.122, với lệnh offer cao nhất là 0.1. Đây là cái con NFT của nó. Và đây là một cái dự án chúng ta dễ nhìn thấy, đó là cái dự án Fly, tức là bay và kiếm tiền. Đây là dự án chơi game để có thể kiếm được tiền. Thì anh em có thể tìm hiểu cái này Flappy Manbird thì nó cũng giống như dự án Flappy của một cái người dùng anh bạn Hà Nội ngày xưa có này. Đấy, thì cái game này nó cũng tựa tựa như vậy đấy. Với dự án này thì đã nhận được một cái sự đầu tư trong hai vòng. Vòng Serie A thì nhận được vốn của Link VC với là 6 triệu đô. FBG cũng đầu tư vào dự án này ở Serie B với 2 triệu đô. Tức là dự án này nhận được cái tổng vốn đầu tư là 8 triệu đô trong hai vòng. Và vòng xa nhất là vào 27 tháng 12 năm ngoái. Gần đây nhất là 25 tháng 4 năm 2023. Đấy. Đó là danh sách của cả những cái nhà đầu tư. Còn đối với cái dự án này thì nó sẽ chạy trên hai hệ, đó là hệ BNB. Nó chạy trên hệ BNB và chạy trên hệ đây này. Nó chạy trên hệ BNB và chạy trên VETH. Đấy. Rồi dự án này thì có mặt trên Etherscan, và cái con token của dự án hôm nay sẽ là trên mạng ETH. Tổng cung của dự án sẽ là 1 tỷ token anh em ạ, 1 tỷ token. Và ở trong chương trình IDO tới đây thì anh em sẽ thấy là dự án này sẽ bán tổng cộng là 5 triệu, tức là 0.5% tổng cung. Giá là 0.01 USDC. Nếu với cái mức giá 0.01 USDC thì anh em dễ dàng nhận ra được là chắc chắn là đây là một cái mức giá sẽ đem, có thể là đem lại cho anh em cái lợi nhuận. Thực tế là cái cap của nó, cap 10 triệu cũng là một cái cap khá lớn anh em nhé. Cap 10 triệu cũng là một cap khá lớn. Đấy, cũng là một cap khá lớn. Thì con này mình dự kiến là x khoảng x3, x5 thôi. Đấy, thì anh em và liệu ta cân nhắc, nếu các bạn có thể tham gia thì các bạn có thể tham gia. Với dự án này thì cũng giống như thể thức mọi khi, thì anh em sẽ tham gia thông qua cái thông qua Bybit Wallet Web3. Chúng ta sẽ tham gia giao diện Web3. Thì yêu cầu là anh em sẽ cần phải tạo một cái ví Web3 bằng cách là chúng ta ấn vào phần Web3, chọn vào Bybit Wallet, chúng ta tạo một cái ví trên này. Đấy. Và sau đó, sau khi chúng ta đã tạo ví xong thì các bạn sẽ vào trong cái phần dự án ở đây để chúng ta bắt đầu tham gia. Và yêu cầu là anh em sẽ cần phải nạp vào trong tài khoản ít nhất là 200 USDC mạng USDC mạng ETH để tham gia vào IDO. Và sau đó thì các bạn sẽ ấn vào nút đăng ký IDO. Nếu các bạn trúng thì anh em sẽ được thông báo nhá. Anh em nhớ phải hold. Anh em sẽ cần phải hold 200 USDC trên ví cho đến ngày 17 giờ ngày 2 tháng 4 này. Và nếu các bạn trúng vé thì các bạn sẽ cần phải xác nhận quy đổi trong thời gian từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, ở cái mốc giờ từ 13 giờ 7 17 giờ 30 ngày 22 tháng 5 đến 17 giờ ngày 23 tháng 5, tức là sẽ cần phải nút quy đổi anh em nhé. Ở đây thì nó chỉ yêu cầu là hold 200 USDC, nhưng mình thêm một cái điều kiện là ETH vào, bởi vì là chắc chắn nếu những em trúng hay không trúng thì đều phải có ETH để làm phí. Thì anh em cũng đừng ngạc nhiên khi mình thêm một điều kiện ETH vào, cái mục đích để anh em biết luôn. Thì anh em lưu ý là mặc dù chúng ta hold 200 USDC nhưng anh em chỉ được mua 100 USDC cho mỗi vé thôi. Đấy, thì anh em có thể tham gia vào cái dự án này. Và nếu như anh em chưa biết cách để chúng ta tham gia vào IDO thì các bạn có thể theo dõi cái video hôm trước, mình có video hướng dẫn cho anh em. Còn thực tế đối với cái dự án này thì
Đối với cái dự án này thì cái khả năng lợi nhuận các thứ thì thật là khó đoán, bởi vì là thực sự là đây là một cái dự án mình nghĩ là cũng không không hẳn là tiềm năng lắm so với các dự án IDO chúng ta tham gia trước đây. Cái mà mình đang chờ đợi ở đây đó là gì? Đó là chúng ta sẽ chờ đợi một cái nữa mà sẽ có thể đến từ đây. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái thị trường NFT ấy. Vài hôm nữa thì khả năng nếu như mọi như những cái phiên gần đây ấy, thì chúng ta có thể sẽ được mua NFT của Manbird anh em nhé. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem nào, nếu có thì mình sẽ thông báo với anh em sau. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.